Sơn Tùng MTP lại gây tranh cãi với mốt quần tục. Thời trang của Sơn Tùng MTP luôn là chủ đề được nhiều người quan tâm. Mới đây nhất, loạt ảnh nam ca sĩ mặc quần tục khi trình diễn lại làm dấy lên những tranh cãi. Tối ngày 28 tháng 8, Sơn Tùng MTP gây chú ý khi trình diễn trong một đêm nhạc tại Cần Thơ. Nam ca sĩ để tóc xoăn, mặc áo bó sát kết hợp quần jean tục để lộ chiếc quần caro bên trong. Diện mạo của Sơn Tùng MTP cùng phong cách thời trang của anh lập tức trở thành chủ đề bàn tán trên mạng xã hội. Trước đó, hình ảnh Sơn Tùng MTP trong một đêm nhạc hồi tháng 10 năm 2022 cũng từng gây nhiều tranh cãi trên các diễn đàn. Khi đó, giọng ca gốc Thái Bình cũng diện áo bó sát, kết hợp quần ống rộng để lộ nội y, phong cách quần tục của Sơn Tùng gây tranh cãi. Bên cạnh những lời khen dành cho sự điển trai vốn có của Sơn Tùng MTP, nhiều ý kiến tranh cãi về phong cách thời trang của anh. Một số bình luận cho rằng Việt Nam ca sĩ cố tình mặc quần tục để lộ nội y gây phản cảm, không phù hợp. Trước đó, hình ảnh Sơn Tùng MTP trong một đêm nhạc hồi tháng 10 năm 2022 cũng từng gây nhiều tranh cãi trên các diễn đàn. Khi đó, giọng ca gốc Thái Bình cũng diện áo bó sát, kết hợp quần ống rộng để lộ nội y. Phong cách diện áo bó sát kết hợp quần tục của Sơn Tùng. Với trang phục này, các fan của Sơn Tùng hết lời khen ngợi, cho rằng anh có sự phá cách. Tuy nhiên, nhiều khán giả lại nhận xét phong cách này của Sơn Tùng có phần phản cảm, kém nam tính. Kiểu trang phục này cũng được hàng loạt nghệ sĩ nam như Mono, Hiêu Thu Thia diện trên sân khấu. Tuy nhiên, với Sơn Tùng MTP, đây không phải lần đầu nam ca sĩ vấp phải tranh cãi về phong cách thời trang của mình. Ngoài mốt quần tục, Sơn Tùng từng gây chú ý khi diện áo bó lệch vai, rách một bên tay, kết hợp với quần da màu đỏ nổi bật khi trình diễn tại phố đi bộ Nguyễn Huệ hồi tháng 5 vừa qua. Tham gia trình diễn trong một đêm nhạc đón chào năm mới 2022, Sơn Tùng gây ngỡ ngàng khi đội mũ lông, diện đồ da kết hợp phụ kiện dây xích. Phong cách này của Sơn Tùng bị cho là có nhiều chi tiết tương đồng với phong cách của G-Dragon. Năm 2019, nam ca sĩ gây chú ý khi mặc vest, đeo kính râm, quấn khăn trùm đầu lúc trình diễn. Nhiều người cho rằng đây là sự kết hợp không mấy ăn nhập giữa trang phục và phụ kiện. Sơn Tùng cũng từng khiến khán giả ngỡ ngàng khi mặc quần kiểu một mất một còn trên sân khấu hồi năm 2016. Ngoài ra, chiếc mũ và kính cũng bị cho là không ăn nhập với trang phục. Sơn Tùng MTP tên thật là Nguyễn Thanh Tùng, sinh năm 1994 tại Thái Bình. Anh bén duyên ca hát với ca khúc Cơn Mưa Ngang Qua vào tháng 8 năm 2011 và để lại nhiều dấu ấn qua loạt hit tự sáng tác như Lạc Trôi, Chúng Ta Không Thuộc Về Nhau, Hãy Trao Cho Anh. Trong nhiều năm qua, Sơn Tùng MTP là một trong những nam ca sĩ sở hữu lượng fan đông đảo. Tuy nhiên, phong cách thời trang, âm nhạc lẫn đời tư của anh vẫn gây nhiều tranh cãi.